Dạ, con chào bố Cầm. Dạ, chào bố Cầm, chào chú Từ Sinh Nhất. Chào Từ Sinh Nhất. Chào Thái Quang, chào tất cả Chào các mọi anh em người. trên diễn đàn. Đúng ra cái chuyện này thì bố lên bố nói một vài câu, nhưng mà cái điện này thì thứ nhất là con nhỏ này bố nói là nó giống như con đinh ranh. Thứ hai là ba cái vấn đề nó đưa ra thì tất cả mọi người, những người mà có ăn có học, những người mà phải tắt chùm tắt cái quạt các bạn cơ quan này. Là ông này dã man thiệt cái trời này, ông cứ mê cái quà của mình không. Dạ để con Khổ bác khổ khổ ghê. phù 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 nghe gì được. Thì đáng Có lẽ ta không lên, bởi vì cái đám này đám hậu bối thì mà, cho nên vì đó mình cần phải trả lời. Ở đây nó có những cái nhà khoa học, những cái nhà thế hệ như là ông Nguyễn Mạnh Quang, là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đã trả lời rất là rõ ràng trên cái vấn đề này, rất là rõ ràng là không cần phải bàn cãi. Nhưng mà cái này ở đây thì mình phải hiểu là cô bé này chắc chắn là thứ nhất là con cháu hậu duệ gì của vị đăng cộng hòa, nó đang là vậy. Đúng rồi. Và bởi được đầu độc, và bởi có nghĩa là hay dựng chuyện để tao giải nghĩa cho mày. Hỏi ba cái vấn đề đó. Thứ nhất là lý do tại sao người miền Bắc chạy vào miền Nam, phải không, năm 1954 phải không Dạ. đó, thì cái đó tất cả mọi người đều hiểu, không cần phải nhắc lại cái đó. Bây giờ nếu mà không có dùng tôn giáo mà để mà cuốn của người Bắc thì đâu có 1 triệu người vào trong triệu đi triệu đi vào trong Nam. Đó là nó phao cái tin là Chúa đã vào Nam rồi, thế là con chiên mắc lũ lượt. Những người mày phải hiểu là khi người ta trung đạo á, người ta rất là cuồng tín, vì chỗ đó khi nó Chúa vào trong Nam rồi là người ta lũ lượt người ta đi theo đó. Không cần biết cái chuyện đó, đúng là cái đó y tá nói cho mày nghe rồi, thì cái chuyện đó là lịch sử chứng minh rồi, không cần phải nói nữa. Cái điểm thứ hai á, mà nó nói á, cái lý do tại làm sao mà khi xảy ra chiến tranh giữa lính Bắc Việt và miền Nam thì tại làm sao không chạy ra ngoài Bắc mà chạy vô miền Nam đồ, thứ nói ra câu là đồ thứ ngu như con bò. Nhưng mà rõ rõ ràng tao nói cho mày nghe một cái, tao nói một đơn giản một cái thí dụ nha. Có một cái đường hẻm, có một cái đường hẻm thôi nha, mày ở cuối hẻm mà khi ăn giao tranh với cuối hẻm thì người dân chúng người ta trong tay không có thất sắc, mày biết đó, người ta chạy cho những cái chỗ nào mà không có tiếng súng, bất kể là ở đâu, huống chi là miền Bắc mà bắt đầu nghị tiến thứ 17 khi mà lính quân Bắc Việt đi giải phóng miền Nam bắt đầu vô thì đánh chiếm từ từ, mày hiểu không, ai đánh chiếm ở Cà Mau đánh chiếm lên cả. Đến từ ngày đánh quân. Tức là từ Quảng Trị đánh chiếm trở vào ngược lại, đúng chưa? Thì Đúng những người dân vô tội, người ta sợ chiến tranh, người ta sợ súng đạn thì người ta chạy vào những nơi không có tiếng súng, đơn giản vậy thôi chứ có mẹ gì đâu. Chứ không phải vì lúc đó, mà không phải vì cái rồi, vì các bạn sống gia đình, vì các bạn sống của con cái, vì anh chị em toàn là phụ nữ đàn bà lớn tuổi các cái ông, tôi gọi là chạy giặc, mà tôi gọi là chạy giặc, mày hiểu không? Thì người ta chạy vào những nơi chưa có xảy ra chiến tranh, mày hiểu không? Chứ không phải là cái chuyện đơn giản thôi chứ có mẹ gì đâu hết rồi. Còn cái chuyện thứ coi như là ba nữa là chuyện phản xạ tự sao, nhiên hả bố, coi như phản xạ tự đương nhiên nhiên đúng rồi, không? tao ví dụ cho một cái đường hẻm nè, ở cuối hẻm mà nó đang đánh lộn, nó đang nổ súng đùng 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 á, mấy cái nhà chung quanh nó cuốn có, mày chạy đâu, mày chạy vô tốt chỗ đánh nhau hay là mày chạy chỗ không đánh nhau, mày sẽ thoát cái con đường nó không đánh nhau, mày mới chạy, mày mới kiếm sống được chứ, mày chung cái đó cho mày chết à, đạn ta tên bay đạn lạc à. Đó là nguyên tắc cơ bản của người người ta, đâu có đơn giản. Lúc đó con người ta không có suy nghĩ bên nào là bên nào cả, mày hiểu tao nói không? Có đường sống là cứ bị chạy thế thôi, mà rõ ràng chuyện đơn giản thôi. Còn chuyện vượt biên đơn giản thôi, cách bao nhiêu lần rồi tao đã từng nói với mày rồi, chẳng có ai mà kê đầu vô hoặc là bóp cò mày luôn, mày không đi vượt biên tao bắn mày, chuyện nó không bao giờ có. Mà Đúng chẳng rồi. qua và ở đây là cái lý do tuyên truyền ngày xưa của chế độ cũ nó rất là nặng, nó nặng đến mức độ á, khi anh càng lớn chức chừng nào thì cái tư tưởng của anh nó cực đoan chừng đấy. Lý do mà các tướng lãnh Việt Nam mà tự sát thì chẳng qua vì nào sợ ở Việt Cộng vào trả thù thế thôi, đơn giản thôi, thật đơn giản thôi. Và trước khi mấy mấy đó là mấy tướng à, còn mấy lính rồi sợ cởi áo, còn đàn bà con gái thì mình rõ rằng sơn bông tai, mà sơn bông tai rồi rút bông tai rồi bận quần tay là cắt quần ra, mấy bà mấy mụ mấy đệ mấy ngày giải phóng là rất là buồn cười, mấy bà là xóa sạch hết tất cả những chuyện gì đó, người biết đó là cái chính trị rất là độc, đơn giản có mẹ dân. Nhưng mà con thằng này tôi là nó đâu có một cái tính cách là xuyên tạc, và
100% ta toán là con này là con cháu của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa và được tiêm nhiễm đầu độc bởi chẳng hạn như là thằng như là Tùng Lê rồi Quốc Huy rồi đội toàn sức con nít răng. Tao coi những cái đám này không ra khí đô gì cả. Bởi cái chuyện này là chuyện lịch sử mà đã có sách vở, đã có chính trị gia, đã có những nhà nghiên cứu về lịch sử chẳng hạn như là Nguyễn Mạnh Quang, Lâm Phú Châu, Tùng Tiêu, nói chung tất từng tật những người mà lớn tuổi và từ phía bên kia kể cả bên này họ chứ không. Tất nhiên là ông Trần Nhân Đôn và ông Nguyễn gì đó đã cái hồi ký của ông cũng đã viết hết rồi, đâu có cần gì hết. Đám con này là đám con nít ranh, ta đã không cần phải chấp, nhưng mà nhắc lại cho nhớ vậy thôi. Thực chất tụi này không biết con mẹ gì cả, nó chỉ khơi dậy những nó làm nó lại cái bẻ méo bẻ công lịch sử ra mày hiểu không, cái thế thôi. Nhưng mà cứ cỡ như này cỡ cỡ rùi cỡ mũi, trời ơi khổ quá, chấp nhất là con mẹ. Nhưng mà phải nói cho nó biết thế nào là đó là khôn giặc, khôn giặc biết không đó. Yeah. Cho nó không có nghĩ địa gì cả, mà nghĩ là con mà tất cả những chuyện đó là sẽ xét xử những cuộc tháo chạy này kia là xét xử giữa hai bên đó. Mà ông tướng Trần Quân Đông đã viết vào những cuốn hồi ký của ông tất cả rồi, các tướng lãnh biết hết rồi rồi, bại là bại, thắng là thắng, thế thôi. Mà phải hiểu một cái điều này, bất kể quốc gia nào trên thế giới này, cái chính nghĩa lúc nào cũng quan trọng cả. Anh có chính nghĩa tất nhiên là người ta đi theo anh, mà miền Bắc hoặc là Việt Cộng thắng miền Nam Việt Cộng Hòa thắng đế quốc Mỹ chẳng qua vì họ có lý tưởng đơn giản vậy thôi. Giống như ta đã nói một cách rồi, ta là con người hay tò mò, mày cứ thử nghĩ đi, một ông đặc công, một ông biệt kích của Việt Cộng nó thiệt này rồi theo chán luôn. Mình thì ở trần bận cái quần xà lõn, chân thì không mang dép, ở dưới sình ngâm dưới sình mấy tiếng đồng hồ, dắt cái bể bơ lên thụt cái rồi bỏ chạy. Trong khi đó cái quân lực bị ra con hòa nè, ba lô nè, quần áo nè, súng đạn nè, dài bút đồ xô, trang bị M16 nè, lựu đạn, nói chung tất tần tật là trang bị tận răng, kể cả quân đội đồng minh luôn. Ở đây là mình người thua cuộc, nhưng mình phải xác nhận đó. Thì mình mới đánh vô hỏi một cái lý do tại như vậy mà họ, tại sao họ thắng. Mày giải nghĩa giùm tao thôi, kể cả phía bên kia luôn, tại sao phải chạy, nó có phải lý do chứ, đâu có ai tự nhiên đúng không. Mà tại sao phải chạy là bởi vì không có lý tưởng, không ký đó có lý tưởng, đương nhiên người ta không khang dạ, gan dạ được, ta không hy sinh được, bởi vì người ta đấu vì, người ta chỉ đấu vì tiền mà, không có tiền người ta không đánh, nó phải bởi vậy, nó vì tiền mà, cho nên vì đó là họ không có lý tưởng, là không có lượng, là không thể chiến thắng được, đơn giản thôi. Người Việt Cộng hoặc là người bên kia tiến tiến họ có thể tự sát ôm mìn bom vô những cái nơi độc đáo như là đại sứ quán Mỹ, dù khó săn người ta có thể tự thiêu người ta, nhưng mà lính như đằng ngoài không bao giờ làm được vậy, bởi vì ta không có niềm tin và người ta không có lý tưởng, đơn giản vậy thôi. Sao chuyện rất là đơn giản mọi người, mà ta con nhỏ là nói vậy giống như nước rành, ta không tìm chấp. Ok bố không có nói nữa rồi, mọi người tiếp tục đi. Ô, nhưng mà bố không có nghe. Cho tôi xin có ý kiến chút qua vấn đề này, anh có thể nhường lời cho tôi được không ạ? Rồi anh nói. Tôi trước hết là chào tất cả các anh em có mặt trong diễn đàn nha. Thì tôi nghe cái con nhỏ này nó nói, hồi nãy Trung nói là nó ở Cộng hòa Séc hả? Dạ, lúc nghe thông tin thì ở Cộng hòa Séc, lúc thì nghe thông tin ở Mỹ thì cũng chưa biết là ở đâu chú ạ, nhưng mà sẽ đơn giản thôi. Ở đây có bạn Ismail biết mà. Thì chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ vào trang cá nhân và chúng ta sẽ kiểm tra lại để chúng ta có thể đánh giá nó khách quan và toàn diện hơn. Đại khái nó, dạ. Đại khái nó đâu cũng vậy thôi. Nghĩa là nó có cái tư tưởng chống lại cái chính quyền chính quyền này, chống lại đảng cộng sản. Thì tôi nói thật, tôi mới nghe cái bốn cái câu hỏi của nó là tôi đã hầm máng rồi, thiệt hầm thiệt đó. Tôi rồi xích nữa là tôi đập cái điện thoại luôn. Cái con này là nó mất dạy. Tôi và anh Cầm là những người học trước năm 1975, học lịch sử. Đúng rồi. Lịch sử của Ngụy nha, của Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ đề cập tới tại sao là có cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tại không bao giờ đề cập tới cái chiến thắng ở Điện Biên Phủ nha. Các bạn không tin, các bạn nếu mà có ai có dịp mà hỏi lại những người mà đã học từ lớp 12 trở về, hồi trước là Tú Tài đó, thì những năm gần giải phóng thì nó mới chuyển mà qua là lớp 12, từ mà lớp 1 cho tới lớp 12 đó, chứ còn tất cả đều là từ lớp 5 tới lớp nhất, rồi từ Đệ Thất cho đến Tú Tài 1, Tú Tài 2, Tú Tài toàn phần đó. Thì không, lịch sử
của Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ nói đến cái chiến thắng Điện Biên Phủ, không có trận Điện Biên Phủ, không có nói tại sao hình thành cái nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Tôi gọi là nhà nước theo cái kiểu mà của Việt Nam Cộng Hòa nha. Nó không bao giờ nó đề cập tới cái chuyện đó. Đó tức là nó giấu nhẹm đi cái lịch sử. Nó làm cho cái người dân phía Nam, làm cho người dân phía Nam và học sinh ở miền Nam Việt Nam là nghĩ rằng đây là một chính thể. Tôi xin ngắn gọn chỗ này thôi. Đó là mục đích nó làm để cho mọi người ngộ nhận rằng đây là một chính thể, chứ không phải là nó đánh Pháp để mà hình thành cái nhà nước. Rồi qua cái lời nói của nhỏ này thì cái câu thứ nhất, nó tại sao mà gần 1 triệu người miền Bắc di cư về miền Nam thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà theo tôi đó, tôi nắm rất rõ chứ đừng nói theo tôi nắm rất rõ là có 3 cái đối tượng trong cái gần 1 triệu người đi vào Nam. Một là lực lượng theo Pháp, hai là những người đạo Công giáo với cái câu là Chúa đã vào miền Nam, Chúa đã đi, cho nên làm giáo dân người ta mới đi theo. Cái thứ ba là những người không theo đạo Công giáo cũng không theo cái không phục vụ chính cho chính quyền Pháp, họ đi theo, trong đó có một số người theo đạo Phật. Mà bây giờ là gần nhà tôi, thằng bạn tôi đưa bộ đội chung, ông già nó cũng di cư từ ngoài Bắc vào, ông già nó là theo đạo Phật. Thì cho thấy rằng trong cái lực lượng mà đi vào miền Nam nó tới ba cái thành phần, ba cái đối tượng. Nó chúng ta thấy rằng cái lực lượng thứ ba là cái lực lượng không theo Pháp cũng không theo đạo Thiên Chúa, là cái lực lượng này là họ muốn đi đổi đời. Cho nên tôi nói rất rõ nha, họ muốn đi đổi đời. Anh nói đi. Tức là để ý thêm này, tức là có cả lực lượng chúng ta cài cắm mà đi nói thêm. Không, cái đó là dĩ nhiên rồi, có lực lượng chúng ta cài cắm là tôi không nói. Nhưng mà cơ bản là ba lực lượng cơ bản đi vào Nam á, lực lượng chúng ta cài cắm cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm, tôi đọc lịch sử tôi cũng biết. Thì chúng ta thấy cái điều đó rõ ràng rằng nó cố tình nó đưa ra, nó kiểu là nó lòng chính trị và lịch sử, nó bẻ, nó không có bẻ công lịch sử mà nó cố tình nó lòng chính trị và lịch sử để nó cho chúng ta thấy rằng, để cho mọi người nghe đó thấy rằng chế độ cộng sản không tốt cho nên người ta mới bỏ đi. Đúng không theo các anh nghĩ theo cái quan điểm của tôi và các anh thấy có đúng không? Các bạn thấy có đúng không? Nó lòng lịch sử vào chính trị, nó lòng chính trị vào lịch sử để nó phê phán. Nó đã kích cái chế độ cộng sản, vì chế độ cộng sản độc ác cho nên là gần một triệu người ở miền Bắc đi vào miền Nam. Nhưng mà như nãy Thơ Quang nói đúng đó, trong đó là gần một triệu người đi di cư vào miền Nam, là nó mục đích của nó là nó muốn lấy cái lá phiếu thôi. Tôi xin ngắt cái chỗ này, tôi không nói. Cái vấn đề thứ hai hồi nãy là nó nói tại sao là người dân mà lại chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa mà không chạy theo Việt Cộng, cũng là cái xuyên tạc, cũng là một cách xuyên tạc, một cách mà nó cáo ngôn trở ngữ để nó làm cho mọi người ngộ nhận hiểu lầm. Đúng rồi, đúng phải không? Đúng. Tôi hỏi nha, súng đạn nổ mầm vậy, dân chạy đi đâu? Cái nơi đó là nơi chỗ nào bắn là cộng sản ở, Việt Cộng ở, mà người dân không có tất sắc trong tay, không đánh lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa, không đánh lại Mỹ, thì buộc lòng họ phải chạy về cái hướng nào mà không có tiếng súng, mà nơi đó là nơi Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm đóng. Rõ ràng nó là như vậy. Một câu hỏi rất là ngây ngô, rất là ngu xuẩn, nó tạo cho người ta một cái sự mâu thuẫn nhưng mà lại lòi ra cái ngu đó. Rồi cái thứ hai nữa là Việt Nam nó nói là tại sao là không đi theo, lý ra là phải đi theo Việt Cộng chứ tại sao lại theo Việt Nam Cộng Hòa. Thì các bạn cũng đều đã biết là nó có cái hồi nãy Thư Quang cũng có nói cái áp chiến lược. Cái áp chiến lược. Thì cái áp chiến lược đó, cái mục đích của nó là như Thư Quang nói, chỉ nói có một cái thôi. Còn cái thứ hai để là nó tách ly. Cộng sản không thể nào, cho người dân không thể nào mà tiếp tế cho cộng sản được, không thể nào quan hệ để làm công tác dân vận tuyên truyền được. Đó, nó còn cái thứ hai nữa, chứ không phải là để quản lý những người dân và quản lý lính Việt Nam Cộng Hòa không đầu mũi về được đâu. Cái đó chỉ là một cái nhỏ thôi.
Nhưng mà còn cái nữa quan trọng nhất là cách ly giữa cộng sản và người dân, không cho tuyên truyền, không dạ, không để cho người dân tiếp tế lương thực cho cộng sản. Đó là cái quan trọng nhất. Thì nó thành công với cái hàng rào chiến lược này, nó đã thành công ở Malaysia, nó thành công ở Indonesia. Đó là Mỹ nó làm kiểu đó, và nó thành công ở ở hai quốc gia Đông Nam Á mà tôi vừa nói. Đó thì con nhỏ này thôi tôi không nói nữa. Nhưng mà tôi nói nữa hồi tôi chửi thề, tôi nói nữa tôi nóng quá tôi chửi thề. Đó những năm khốn khổ người ta đi ra nước ngoài, người ta bỏ ra nước ngoài như dân Hải Phòng ra nước ngoài. Đó rồi đi đi qua vượt biên qua Campuchia. Nó nói ba xạo. Làm gì có chuyện mà dân nào đi qua Campuchia đi theo mấy đường cái đi vô rừng đập mệt chết mẹ. Tôi đang ở Campuchia tôi biết mà. Từ năm 78 tới năm 85 là tôi ở Campuchia tôi biết. Dân làm sao dám đi đường cái. Các trạm gác của mình Việt Nam mình của dân Campuchia. Nó biết hết chứ. Người Việt Nam nó nhìn là nó biết liền, những người Campuchia biết liền à. Phân biệt rất rõ. Phân biệt rất rõ. Đừng nói đi đường cái. Còn đi đường rừng thì tôi bảo đảm với các bạn là đạp mìn. Đừng có nói lôi thôi. Gặp bên bốt nữa. Rồi gặp bên bốt nữa, chặt đầu nữa. Yeah. Nói kiểu đó mà cũng nói được. Nói không biết về về thời thế. Cái bối cảnh lịch sử lúc đó không thể nào cho phép người ta đi vượt biên qua đường Campuchia. Nhưng Hùng Cường đi qua đường Campuchia được là các bạn biết đi gì không? Gần cách nào không? Nó giả người dân Campuchia đó đi á. Nó học được số tiếng Miên. Giả người dân Campuchia đó đi. Hùng Cường á, nghệ sĩ Hùng Cường á. Đó, rồi ở ngoài Bắc. Là tại sao Hải Phòng tao qua Hồng Kông, đi qua Đài Loan? Đơn giản là vì bị tuyên truyền thôi. Ở bên kia giàu có, bên đây nghèo quá thôi mày đi. Thì người ta muốn đi đổi đời thôi chứ thật sự tao không phải là tao vì chán ngán cái chế độ cộng sản. Thực ra người ta đã sống mấy chục năm trời với chế độ cộng sản rồi. Thì làm gì có chuyện mà chà mà căm ghét chế độ cộng sản mà bỏ đi. Con nhỏ này nói với mục đích là người ta bỏ đi là vì người ta căm ghét cái chế độ cộng sản. Mục đích của nó là để nó xuyên tạc rõ ràng, mặc dù nó không nói rõ ràng. À, mà con nít chưa ráo máu đầu mà lên, tôi nghĩ là con nhỏ này được sự tác động của người khác. Đúng. Nha, nó rất rành lịch sử, nó nói chuyện đó rất rành lịch sử. Nó bị sự tác động người khác là lái ngược trở lại, đặt ngược vấn đề trở lại tại sao để đả phá chế độ cộng sản hiện nay, hồi xưa và hiện nay. Điều này là nếu như những người mập mờ về chính trị và những người mập mờ về lịch sử học không tới nơi hoặc học rồi mà quên hết là bị tác động ngay. Đúng, các bạn có đồng ý tôi quan điểm không? Đó, những người mà mập mờ về lịch sử, một là học không tới nơi tới chốn, hoặc là học rồi mà quên là dễ bị tác động. Mà cái bối cảnh của Việt Nam mình, Trung nói theo quan nói sao? Tức là họ sẽ bị giới trẻ họ nghe, họ sẽ bị chơi vơi. Em xin phép anh thử giới chút xíu để em hướng dẫn cho anh Trương Toàn Ý cách lên like cái. À, thế này anh Trương Toàn Ý, anh nhìn thấy cái đường link mà ở dưới mà nó màu xanh dương không? Nha. Rồi anh ấn vào cái đường link đó, nó sẽ sổ ra một cái màn hình, và trong đó nó có một hướng dẫn bằng tiếng Việt á, thì nó có cái chữ gọi là bấm vào đây, thì anh nhấp vào cái chữ đó, anh nhấp vào cái chữ bấm vào đây á, đó, thì nó sẽ sổ ra nữa, sẽ sổ ra là bạn đang bước vào một phòng thu phát sóng gì đó, ha, vân vân mây mây. À, thì nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiển thị lên là cái camera hình ảnh của anh, và nó có phần tắt tiếng, tắt camera và cài đặt gì đó. Thì anh muốn để thì anh để, còn anh không muốn để thì anh tắt camera. Rồi ở dưới là có chữ vào phòng thu màu xanh, và anh bấm vào cái chữ vào phòng thu đó, đó. Thì là coi như là xong là được. À, là Trung sẽ thấy và sẽ đưa lên tham gia. Vậy anh chưa toàn ý ha. Rồi, trong cái câu chuyện thì của anh Thực Nhất về chia sẻ đó, thì em cũng đồng ý. Và em xin bổ sung thêm một cái điều này để mọi người thấy rõ hơn. Là giống như cái câu hỏi của bé này đặt ra đó, là tại sao mà sau khi giải phóng thống nhất đất nước á, là nhiều người vẫn quyết định bỏ nước ra đi, và chúng ta gọi là hồi đó gọi là vượt biên á. Thì em cũng đồng ý với anh Thượng Nhất, đó là gì? Đâu đó một phần đó, em đồng ý với anh là vấn đề họ đổi đời, không muốn đổi đời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải hiểu như thế này nè. Cái thời điểm đó để mà đi vượt biên đó, đa phần là dân có tiền nha. Tức là có tiền mới đi vượt biên được, chứ không phải là muốn vượt biên là vượt biên đâu.
chỉ ở một số phần nào nhỏ đó, dạ một số phần nào nhỏ đó là họ họ đu theo hay ăn ké, gọi là ăn ké đó, thì họ đi là họ không có tiền thôi. Và tại sao em muốn nhấn mạnh cái vấn đề là có tiền mới đi vượt biên được, để bổ sung cho cái ý của anh, đó là gì? Thí dụ trước đó là những thành phần đó là họ họ có cuộc sống đó, nó gọi là nó tương đối sung túc đi, đúng không ạ? Họ cảm thấy họ họ có thể là vợ con sĩ quan, hoặc là bà con cô bác gì đó, hoặc là những người làm ăn kinh doanh đó, họ có tiền. Thì bây giờ khi như em nói, khi đất nước trải qua nó chiến tranh, và khi giải phóng thống nhất, thì đó là nó bao bộ bề khó khăn, đúng không ạ? Bao bộ bề khó khăn, thì họ cảm thấy họ không chấp nhận được cái cuộc sống khó khăn đó. Rồi cộng với cái sự tuyên truyền của những chế độ Việt Nam Cộng Hòa là giống như là đi đi, bỏ nước ra đi, đi qua Mỹ sẽ được cuộc sống giàu hơn và sung túc hơn. Thì đâm ra họ chấp nhận đánh đổi là gì? Ba cái tiền gì họ để dành dụm. Họ mua vàng, mua này mua kia để họ kiếm tiền, họ trốn đi. Và chúng ta gọi là vượt biên. Thì đó, thì em xin bổ sung thêm một cái phần đó. Thì không biết anh Thứ Nhất thấy thế nào và mọi người thấy thế nào, thì xin mời mọi người. Đó là bổ sung hợp lý thôi, tôi không có cãi, nhưng mà ý tôi nói chắn tắt thôi, nói chắn tắt để cho họ thấy là đi rõ đời. Bởi vì ở đây hồi trước có tiền, con không biết là thấy mua có tiền, con không có đồ đâu, có hàng quá đâu để mà mua. Bởi vì chúng ta đều được thì phân phối hết, thời đó theo quan còn nhỏ chứ chưa biết đâu. Và chúng là ở đây là mọi người dân Việt Nam đều được phân phối theo tham phiếu. Thì làm gì mà anh có tiền anh muốn mua, mà muốn mua phải mua chui. Mua ra ngoài mua giá rất là cao, mà mua cũng không phải là mua dễ nữa. Đó cho nên là họ có tiền họ mới đi, như tôi Quang nói là đúng, là đi đổi đời, chứ có tiền cũng mua được. Cái đó tôi nói rõ như vậy đó. Rồi bây giờ trở lại con nhỏ này, tôi nhắc lại là con nhỏ này, một là ai mớm cho nó cũng có học đàng hoàng, cho nên nó lý luận rất là cũng tương đối sắc sảo đó. Nhưng mà cái sắc sảo là theo cái tư duy của nó thôi, chứ thật sự là nó hoàn toàn nó lật ngược lại cái chiều dài của lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến trở về sau này. Không phải là nó không biết, nếu mà nó không biết thì làm sao nó đưa ra những cái câu hỏi như vậy, đúng không? Nó cũng biết rõ ràng là từ năm 1954 Việt Minh đánh đuổi Pháp, rồi sau này mới đánh Mỹ. Rồi nó biết là ngoài Bắc thì vô miền Nam thế như thế nào, nó đều biết hết mà. Nhưng mà nó cố lật ngược lại vấn đề. Ê, tao nói cho mày nghe. Ê, tao nói cho mày cái này lật cái gì, cái này nó lật xù người, cho nó lật ngược cái con mẹ gì được mà lật. Mà nhớ kỹ, từ cái ngày giải phóng tới bây giờ, tới 47 năm rồi, gần nửa thế kỷ rồi. Mà ông đời cha nó, tướng lãnh, kể cả phó tổng thống từ lệnh này kia, nếu lật mẹ từ lâu rồi, đâu phải đợi nó lật đó. Anh ơi, cái vấn đề nó không phải là ở chỗ đối tượng của chúng, là chúng ta, là những người đã trải qua cuộc chiến tranh này, những người đã sống trong cái giai đoạn khổ cực của đất nước, và sống trong cái thời gian hiện nay mà anh ngồi mà anh uống bia, anh cạp cái má heo đâu. Nó không có, nó nói là nó nói cho cái thế hệ bắt đầu từ sau này nè. Từ sau này nó không biết gì về cái chiến tranh của Việt Nam hết trơn. Nó không biết gì hết. Nó nói là nó nói cho cái thế hệ sau này đó. Thì mình lên mình chỉ nói gì thôi, chứ đúng ra tao thiệt mẹ con nhỏ này không xứng đáng để mình nói chuyện, mình phản biện cho nó. Nhưng mà bởi vì nó ngu quá mình khi mà nó nói vậy thì nó chẳng biết gì về lịch sử, nó không hiểu bất cứ một cái gì cả, nó không hiểu bất cứ gì. Vì coi chỗ đó thành ra mình nói thì mình nói trong diễn đàn mình nghe thôi, chứ thực chất là con này tao nhiều khi tao nói tao cũng làm biến, bởi vì nó ngu hết chỗ nói mà nó khổ mệt. Mà đây là chúng ta là người lớn tuổi, và chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giữa hai chế độ, từ thời đời chế độ cũ cho đến chế bây giờ. Nói ra mình rành lắm, mình không biết, mình nhưng mà khổ cái mình biết, tao biết nói cái từ gì để nó phán cái con nhỏ này biết. Tao không biết từ, bởi vì tao không có bà không hiểu nổi. Con nhỏ này, anh xin lỗi anh cắt anh chút xíu, con nhỏ này mà nó ngu mà nó tỏ ra nguy hiểm á. To ngu mà đó là nguy hiểm á. Đó, đó. Buồn cười. Nó ở nước ngoài. Cho nên là tôi nói. Cho nên tôi chỉ kết luận đâu nè. Tôi kết luận đâu mục đích của nó. Lên nó lật ngược lại cái lịch sử. Nó lòng chính trị vô, nó lật ngược lịch sử. Mà, để nó tuyên truyền cho cái thế hệ trẻ. Cỡ đó mày lật. Nó tuyên truyền cho thế hệ trẻ nè. Nó sẽ đó lật ngược gì đâu. Tao nghĩ là nó cũng chẳng tuyên truyền con mẹ đâu. Cỡ nó ai mà tin. Và tao nói cho mày nghe. Cái thứ nhất không tin. Tao nói cái lý do không tin là bởi gì. Hầu như tất cả các, mà nhớ kỹ, năm nay là giải phóng là 47 năm, người mà sinh năm 1975 thì năm nay cũng là 47 50 tuổi rồi.
những đứa trẻ học sinh ở Việt Nam này nó đã học lịch sử từ nhỏ cho đến lớn, nó rành rồi vấn đề lịch sử, nó rành lịch sử hơn mình nữa. Vì chỗ đó ra con này chẳng có bao giờ mà suy nói thì thôi, chứ thực chất không có suy nghĩ gì đó bọn trẻ đâu. Mày yên chí đi, tao không nói, nhưng mà tao chỉ ghét được cái điều này à. Nói ngang nói ngược, chứ làm sao mà là, nó cái gì mà tiêm nhiễm bọn trẻ bây giờ Việt Nam mà lo. Ê, tao nói một cái đơn giản này nha, những cái thằng mà lên những diễn đàn mà ở trong nước thường thường tôi gọi là dân chủ cội đó, hay chửi nhà nước, hay chửi đảng cộng sản, hay chửi chế độ này kia đó, thường thường lên là đúng người trong nước á thì hay che mặt rồi xong rồi hay không cho thấy hình này. Bây giờ những đàn nói thì thiệt là bây giờ tao thách nó đó, bây giờ mày cái việc đứng chờ bà chịu hay là mày đứng bất cứ ở đâu rồi dắt mày là hóc môn bà đấy, mày lên mà bắt đầu mà đứng ở trên giữa đường đó, mày chỉ cần nói thôi là tao thấy răng cỏ với môi mày không còn rồi, chứ đừng nói chuyện là dân lánh cũng chết chứ được đó. Thằng anh có phát hiện anh có phát hiện cái vụ đó, anh cho tôi hay tôi bay lên tôi chơi phụ anh nha, chơi chỏ trên cửa liền lên gối đồ má chơi rồi mẹ mẹ không đủ tàu lao, thằng nào mà ngon á mà đứng ngay giữa đường mà lên mà nói thì mà đã đảo gì chính phủ gì mà nó mịt la lên mà làm gì mà nó mà chửi giống như cha nhiều chữ đi đàn, tao bảo tao lại ba lại luôn. Đội dân mà nó không quýnh mày mà răng cỏ không nhìn ra, kêu mà răng đi một nơi mà lợi đi một cả đó, thiệt mày tao thiệt rõ ràng lợi thì có lợi nhưng mà răng không còn phải không, răng thì không còn đủ quá ở sao xạo. Lời ý của tôi là giờ tôi chỉ có ý cho tôi bổ sung thêm một số với ý của anh em, hoàn toàn như của anh Chu Phan, của anh, của Thơ Quang và của Trung, tôi đều nhất trí. Tôi chỉ bổ sung những cái mà anh em chưa nói ra đó, để cho mọi người đều thấy rõ rằng âm mưu của tôi nói như thế nào. Rồi, xin hết rồi, xin chào tất cả bà con và cảm ơn Thơ Quang nha, cảm ơn diễn đàn đã dành tôi một chút thời gian để tôi nói lên cái ý kiến của mình. Xin chào nha. Rồi, cảm ơn chào tất cả nhé. Ok, chắc là tao cũng nói là lần cuối tao nói thì phải chi mà cái lời của nó đó, mà thí dụ mà tướng Ngô Quan Trưởng còn sống mà là Nguyễn Văn Thiệu còn sống mà là Nguyễn Cao Kỳ còn sống á, nói thì ok, ta còn cảm thấy xét lại đù má mấy anh chả chết mẹ hết trơn trời rồi đù mà mấy anh chả chết trong câm lặng mà chết trong cái kiểu sự thán phục nha, đù mà có ai chẳng ông Kỳ ông Thiệu cũng chẳng bao giờ phản đối cả mà cỡ nó mà nghĩ địa gì trời. Thật ra nó có những điều tôi muốn nói vậy lắm, tại sao à, thì hồi nãy anh nói rồi là về Thiên Chúa Giáo qua truyền đạo Việt Nam nó có từ thế đời nhà Lê thế kỷ thứ 15 lần chứ không phải mới đây đâu. Đúng rồi, rồi bắt đầu từ giáo sĩ vào á. Giờ đó thì một cái tất cả tội lỗi này đều là do cái nhà nước Vatican mà ra thôi. Đó thì bây giờ tất cả những con chiên của Thiên Chúa Giáo nha, con chiên của Thiên Chúa Giáo trừ những người cố tình chống đối lại đất nước Việt Nam. À, mang giả tâm trong đó rồi rất nhiều năm, còn lại tất cả đều là nạn nhân gì quá mê muội thôi, chứ tôi nói thật anh chẳng qua gì quá tin thôi à, quá tin là mấy ông linh mục thôi, chứ tôi nói thật anh á thì tôi không có thù hằn gì những người đó đâu, cũng như tôi đã nói rồi, lý ra tôi có hai người anh hy sinh cho cái sự nghiệp mà các bạn này tôi thù cho lắm, nhưng mà khi mà tôi hiểu được rồi họ chảy qua chỉ là những nạn nhân. Đó, chỉ những nạn nhân cho nên tôi dẹp qua cái thù hằn rồi. Ơ thí dụ như anh đó, anh cũng đi lính nhưng mà tại sao tôi chơi với anh mà chơi rất thân, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần. Đấy, anh hiểu được cái tâm trạng của tôi mà, hiểu được cái suy nghĩ của tôi, tâm tư tình cảm của tôi dành cho những người, cho, nói chung là ai là người dân Việt Nam chân chính đều là bây giờ có nhiều cái thì tao trả lời chung, cũng mượn diễn đàn của tao trả lời chung. Thường thường nó hay lên những cái đám mà dân chủ cụi thì nó hay nói là hãy xuống đường biểu tình, tất cả mọi người hãy giải thoát ít nô lệ cộng sản. Tôi nói gì ít nô lệ cộng sản, tôi nói nó ngu hết chỗ đó ngu. Tao nói cho mày nghe nè, 97 triệu dân đây là 97 đảng viên mẹ cộng sản mẹ nó hết rồi, đủ má má làm sao mà nó kêu được, cũng tới 97 triệu rồi, 96 triệu 90 rồi mẹ ngu hết chỗ nói. Anh biết không, anh biết không, đêm qua không có thằng nào lên á, cái không có nào lên qua Thơ Quang với thằng Trung không có lên, tôi buồn, không có ai mà chọt sập nữa, tôi buồn. Hình như vợ viện thì không có thằng nào lên chọt sập, đêm nào không nào lên chọt sập tôi buồn nhớ thiệt anh đó. Đồ má vậy, tao mở diễn đàn mày lên, tao với mày đủ mà đối ập thôi. Ngạc quá, tại vì tao ngạc qua cũng có thằng em nó fan, thằng Phong Nguyễn á. Nó về rồi lên rồi qua ngoài cũng nhậu, rồi mà mỗi lần nhậu thì nó mệt thì về nghỉ ngủ ly bì, tao má khổ vậy chứ đụng thiệt rồi. Đúng sợ rõ ràng. Mày nhớ kỹ điều này nè, mày nhớ kỹ điều này nè.
càng ngày, ngày xưa mình nhớ kỹ ở nước Mỹ, tao nói nước Mỹ thôi nha, thì hầu như tất cả những kiều bào nước Mỹ mà hồi cái thế hệ trước á, thế hệ của tao á, đa số những người Việt chống cộng rất là lớn mạnh, bằng chứng là họ lớn mạnh kinh khủng luôn. Nhưng những năm sau này mày thấy nó xẹp không, nó xẹp từ từ, nó teo, nó tốt, bây giờ tụi mới còn chẳng còn cả. Và các ông các cụ nhà ta hiện giờ xin giác cờ đi không nổi luôn. Thì tao nói mày nghe, mày phải hiểu cái điều rằng bởi vì xu thế thời đại, xu thế thời đại, cho nên việc đó là không thể nào rồi, thời tới cản không nổi, đúng rồi chưa? À, thậm chí những cái đất nước mà đang bị áp bức, mà đang bị xăng dầu lên, nó còn lấy cái lá cờ Việt Nam đi biểu tình luôn. Đó, cái điều đó nó muốn nói là điều gì? Nó kia là bắt chước cái đầu mà, bắt chước lá ngọn cờ đầu đó, đúng rồi. Mẹ cỡ nó mà nghĩ địa gì mà đủ mà ngồi sửa là sửa cái bà mẹ nó mệt quá, đồ thứ dắt mũi chưa sạch, đồ hỉ mũi chưa sạch, thôi mệt quá tao xuống cho mẹ, mệt quá thôi rồi tôi cũng chào anh. Dẹo anh, dẹo anh hồi cho anh chửi cho anh vui chắc là thôi anh xuống sớm quá rồi, xuống cái đồ mình chửi gái đúng không, mình chửi đàn bà gái đó, tao có cái tánh là kỳ đó mà đàn bà gái tao nhường nhịn lắm, chẳng bao giờ nói tới. Không anh ơi, thật ra tôi lưng nó sau lưng nó là người khác chứ không phải đâu anh ơi, chửi là chửi người khác mà. Nhưng mà nó là nó đọc ra hoặc là nó đặt câu hỏi cho thực chất là toàn bộ là có người sau lưng đứng chỉ vẽ nó không, nhưng mà chỉ vẽ ngu ba cái gì đó, tao đã giải thích hết rồi. Có nhiều thằng tao nói mày nghe, trước năm 100 năm, thậm chí trước đó nữa, thế kỷ 13, thế kỷ 14 thì đất nước Việt Nam vẫn là một giải, vẫn là một đất nước Việt Nam. Sau 1954 mới được chia cắt mà được bởi ngoại bang, tao không cần nói nước nào tôi nói rồi, chứ đâu phải mà từ xưa giờ mà nó chia cắt đường nguyên thủy tới giờ đâu, mà cứ hở ra này kia. Ngày xưa trước khi chia cắt, Việt Nam vẫn là một quốc gia tiền giải, sau này thuộc địa Pháp nó vào nó mới cắt, nhưng nó bắt nó phải chia đôi. Đó là những bàn tay ngoại quan như nào, nói nôm na bị hiểu đơn giản vậy thôi. Ở Lào Tào Lao, tại sao cái Ma Cha mệt thế. Tiếp anh trời nói vậy chưa đã mà. Nhưng mà nói gì thì nói, thì ở đây thì nói gì con cũng bị một cái ngộ nhận cái là từ xưa từ trước giờ lên diễn đàn thì con cứ nghĩ là bố Cầm gọi là thuộc cái tầm cao niên anh thứ nhất, thì ông Cầm ông là đứng nhất về cái khoảng gọi là đẹp lão đúng không, hay là mình nói đẹp trai á. Nhưng mà hôm qua không ngờ khi mà anh Lê Văn Bắc lên đó, thì ai ngờ Lê Văn Bắc ăn đứt chú Cầm rồi, dám làm rồi. Mình vỡ mộng mình đi. không cái live qua bây giờ muốn nghe là đi, anh Lê Văn Bắc anh lên nó nói rõ ràng, bà con cũng công nhận là anh Lê Văn Bắc đẹp hơn bố Cầm nhiều, đúng là mình thất vọng. Không nói rồi đó tao sẽ trị đó thôi. Ông Bắc với ông Cầm là bạn thân rồi phải rồi, tại vì hai ông lên nói chuyện xài tiếng Đan Mạch không à. dân giang hồ mà. Ok thôi xuống mày ơi, rồi ok con cảm ơn bố.